Đội hình đồng hành cùng F0 khỏi bệnh gồm hơn 50 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc Hội Thầy Thuốc Trẻ thành phố. Đội hình sẽ tư vấn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại 13 phường. Trong trường hợp nặng, sẽ phù hợp cùng các bệnh viện trên địa bàn quận để điều trị cho bệnh nhân. Với những trường hợp nhẹ, y bác sĩ sẽ hướng dẫn cách theo dõi và tự chăm sóc bệnh nhân tại nhà, trao đổi thông tin liên tục 24/24 với bác sĩ.